Quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, tôi là Phạm Quang Tiệp, là chủ biên sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 5, bộ sách Cánh Diều. Tôi xin trân trọng giới thiệu sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 5 tới quý thầy cô giáo và các em học sinh. Trước tiên tôi xin giới thiệu về quan điểm biên soạn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 5. Thì thứ nhất là sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 5 được biên soạn bám sát vào quan điểm, nội dung của chương trình hoạt động trải nghiệm cũng như là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai, sách được cấu trúc theo chủ đề nhằm định hướng hoạt động giáo dục cho học sinh trong trường tiểu học. Và thứ ba là sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 5 có sự kế thừa cao từ sách giáo khoa được biên soạn ở các cái lớp học trước. Và thứ tư là quán triệt sâu sắc cái tư tưởng mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống của bộ sách Cánh Diều. Thứ năm là đảm bảo tính mở, tính linh hoạt để thuận lợi cho địa phương và cho nhà trường trong việc triển khai. Và tiếp theo thì tôi xin được giới thiệu về cấu trúc sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 5. Về thời lượng, hoạt động trải nghiệm 5 được triển khai trong 105 tiết và tương ứng với 35 tuần. Mỗi tuần thì học sinh được tham gia vào 3 tiết là hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tiết giáo dục theo chủ đề và tiết sinh hoạt lớp. Về cấu trúc của các cái chủ đề trải nghiệm trong sách thì sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 5 thì được cấu trúc thành 9 chủ đề gồm có thứ nhất là tự hào truyền thống trường em, thứ hai là hành trình khôn lớn, ba là an toàn và tự chủ trong cuộc sống, bốn là em với cộng đồng, năm là nghề em mơ ước, sáu là cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước, bảy là mái ấm gia đình, tám là những người bạn quanh em, chín là thích ứng với môi trường học tập mới. Và mỗi chủ đề thì được triển khai trong 4 tuần và trong mỗi một tuần thì đều bao gồm 3 cái loại hình trải nghiệm là sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Đặc biệt là ở lớp 5 là cái lớp mà cuối cấp tiểu học thì chúng tôi đã thiết kế một cái chủ đề có tính là chuẩn bị và kết nối với trung học cơ sở. Đó chính là chủ đề thứ 9 là thích ứng với môi trường học tập mới. Và tiếp theo thì tôi xin được giới thiệu về nội dung chính của sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 5. Chủ đề đầu tiên là tự hào truyền thống trường em. Thì chủ đề này hướng tới mục tiêu là học sinh được tham gia tổ chức sự kiện về truyền thống tôn sư trọng đạo và các cái truyền thống khác của nhà trường, rồi đề xuất được những cách làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò, giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô. Và trong chủ đề này thì có một số hoạt động tiêu biểu như là học sinh được tham quan phòng truyền thống nhà trường, xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức sự kiện phát huy truyền thống trường em, rồi sáng tạo sản phẩm giới thiệu về truyền thống nhà trường. Chủ đề thứ hai là hành trình khôn lớn. Thì mục tiêu trọng tâm của chủ đề này là học sinh nhận diện được sự thay đổi của bản thân thông qua các cái tư liệu, các cái sản phẩm được lưu trữ, nhận diện được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Và một số hoạt động tiêu biểu trong chủ đề này gồm đó là sáng tác câu chuyện về sự thay đổi của bản thân, rồi tham gia kịch ứng tác Em của ngày hôm qua, sáng tạo sản phẩm hành trình khôn lớn, rồi nhận diện về cái khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân và thực hành rèn luyện kiểm soát cảm xúc. Chủ đề thứ ba là an toàn và tự chủ trong cuộc sống. Thì chủ đề này hướng tới cái mục tiêu là học sinh biết tự chủ và đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng, nhận biết được những cái nguyên nhân gây hỏa hoạn để phòng chống, biết cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Và một số hoạt động tiêu biểu trong chủ đề này là nhận diện được cái nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng Internet, rồi thực hành giao tiếp an toàn trên mạng thông qua một số tình huống thường gặp, làm cẩm nang giao tiếp an toàn trên mạng và nhận biết được nguyên nhân gây nên hỏa hoạn và thực hành phòng tránh hỏa hoạn. Chủ đề thứ tư là em với cộng đồng. Thì mục tiêu trọng tâm của chủ đề này là học sinh thiết lập được cái mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, các hoạt động lao động, hoạt động công ích, các cái hoạt động lễ hội truyền thống ở địa phương, rồi đánh giá được cái sự đóng góp và cái sự tiến bộ của các cái thành viên khi tham gia vào hoạt động xã hội. Trong chủ đề này thì học sinh được tham gia vào một số hoạt động ý nghĩa như là xây dựng cái quy tắc ứng xử thân thiện với những người sống xung quanh, rồi thực hành sử dụng quy tắc để thiết lập cái mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh. Tham gia dự án kết nối cộng đồng với rất nhiều những hoạt động hấp dẫn như là tham gia tổ chức ngày hội sách, tham gia cái chương trình tấm áo nghĩa tình, tham gia giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống.
Và chủ đề thứ 5 là nghề em mơ ước. Chủ đề này hướng tới mục tiêu là học sinh nêu được những cái thông tin cơ bản về nghề mơ ước, rồi tìm hiểu được về an toàn nghề nghiệp của cái nghề mình mơ ước, trình bày được cái ước mơ nghề nghiệp của bản thân, rồi tham gia lập kế hoạch kinh doanh dựa trên cái hoạt động do nhà trường tổ chức. Và một số hoạt động tiêu biểu của chủ đề này là tìm hiểu về nghề mơ ước qua hoạt động phỏng vấn, tìm hiểu thực tiễn, viết về nghề mơ ước, rồi giao lưu với doanh nhân, tham gia hoạt động tập làm kinh doanh. Chủ đề thứ 6 là quê hương tươi đẹp. Mục tiêu của chủ đề này là học sinh thể hiện được cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan thiên nhiên ở địa phương và đất nước. Nêu được một số cái biện pháp để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, rồi tìm hiểu được thực trạng môi trường nơi sinh sống, rồi tự nguyện tham gia và vận động được những người thân cùng tham gia lao động công ích giữ vệ sinh môi trường khu dân cư. Một số hoạt động tiêu biểu trong chủ đề này là lập bản đồ du lịch Việt Nam, sáng tạo sản phẩm mà theo chủ đề tự hào cảnh quan thiên nhiên đất nước, đề xuất thông điệp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, làm đại sứ môi trường xanh, tham gia dự án sạch làng, sạch phố, sạch khu dân cư. Chủ đề 7 là mái ấm gia đình. Thì trong chủ đề này hướng tới mục tiêu là học sinh sẽ thể hiện được cái trách nhiệm, lòng biết ơn với các thành viên trong gia đình bằng thái độ, bằng lời nói, bằng việc làm cụ thể, tạo được cái bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, yêu thương trong gia đình, lập và sử dụng được cái sổ tay ghi chép về chi tiêu của gia đình. Trong chủ đề 7 thì học sinh được tham gia vào một số những cái hoạt động tiêu biểu như là trình diễn tiểu phẩm về trách nhiệm và lòng biết ơn, lên kế hoạch và thực hiện được kế hoạch gắn kết yêu thương trong gia đình, rồi thực hành tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. Chủ đề thứ 8 là những người bạn quanh em. Chủ đề này hướng tới mục tiêu là học sinh đề xuất được những cách thức cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn, giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với bạn bè. Và một số hoạt động tiêu biểu trong chủ đề 8 là xây dựng được bí kíp nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn, rồi tham gia thử thách một tuần thực hiện nuôi dưỡng tình bạn, nhận diện được những vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè và thực hành xử lý các vấn đề nảy sinh để giữ gìn tình bạn. Chủ đề thứ 9 là chủ đề cuối cùng, thích ứng với môi trường học tập mới. Chủ đề này hướng tới mục tiêu là học sinh sẽ rèn luyện được một số cái đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới ở cấp trung học cơ sở. Trong chủ đề này thì học sinh được tham gia vào một số hoạt động tiêu biểu như là giao lưu để tìm hiểu về môi trường học tập mới, xác định những cái đức tính cần rèn luyện để thích ứng với môi trường học tập mới ở cấp trung học cơ sở, xây dựng kế hoạch rèn luyện các cái đức tính cần thiết thông qua một số tình huống cụ thể. Cuối cùng thì tôi xin được tổng kết những cái điểm nổi bật của sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 5. Hoạt động trải nghiệm năm là sự tiếp nối có tính kế thừa cao từ sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm ở các cái lớp trước. Ngoài ra, hoạt động trải nghiệm năm có một số những cái điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập cũng như là khả năng nhận thức, phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình hoạt động trải nghiệm lớp 5. Những điều chỉnh về cấu trúc, về chủ đề trải nghiệm, tăng cường các cái dự án học tập mà trải nghiệm cho học sinh gắn với bối cảnh thực tiễn. Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm năm là cầu nối giữa các cái môn học với thực tiễn đời sống, mở ra cơ hội để học sinh được vận dụng, liên hệ những cái điều mà các em đã được học từ các cái môn học vào thực tiễn và qua đó phát triển được các cái năng lực cần thiết của con người hiện đại. Tiếp theo đấy là toàn bộ các cái bài hoạt động trải nghiệm mà năm được xây dựng theo hướng tổ chức cho học sinh được thực hành, làm việc, trao đổi, chia sẻ, được trải nghiệm thực tiễn. Hoạt động trải nghiệm năm chính là cuốn sách thể hiện đầy đủ, triệt để cái tư tưởng của bộ sách Cánh Diều, đó là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống. Đây cũng chính là một cái cách diễn đạt khác của dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh mà chương trình phổ thông 2018 đã xác định. Tiếp theo là từng hoạt động trong sách định hướng rõ về phương pháp dạy và học của thầy và trò, giúp cho giáo viên và học sinh dễ dàng để sử dụng sách. Kết thúc mỗi chủ đề thì đều có cái phần hướng dẫn học sinh tự đánh giá, và hướng dẫn này thì cũng giúp cho giáo viên và cha mẹ học sinh có căn cứ để đánh giá cái quá trình và kết quả trải nghiệm của học sinh. Mỗi hoạt động trải nghiệm trong sách được thiết kế phối hợp một cách hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ, phù hợp với khả năng đọc hiểu và đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 5. Về kênh hình thì được thiết kế công phu, màu sắc hài hòa, có chức năng gợi mở cách thức tiến hành hoạt động, gợi ý cái sản phẩm hoạt động cho học sinh. Thế còn kênh chữ thì được trình bày xúc tích, tường minh, phù hợp với độ tuổi của học sinh lớp 5, góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ cho các em. Tiếp theo là sách được biên soạn trên cơ sở tính đến sự khác biệt
về phong tục, về tập quán, về văn hóa giữa các cái vùng miền. Các chủ đề bài học trong sách được xây dựng theo hướng mở, giúp cho địa phương và các cái nhà trường tiểu học triển khai hoạt động trải nghiệm được linh hoạt. Trên đây là phần chia sẻ giới thiệu của tôi với tư cách là chủ biên của hoạt động trải nghiệm lớp 5 bộ sách Cánh Diều tới quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc thầy cô giáo một năm học mới dồi dào sức khỏe, thật nhiều năng lượng để gặt hái được nhiều thành công. Chúc các em học sinh